Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục làm cho các bạn một cái video các bạn xem về cái máy xoa đa năng các bạn nhé. Tại sao đa năng? Vì lý do nó làm được vào nhiều việc, ví dụ như là cho các bác thợ xây chát này, hoặc là các bác làm sơn bả cũng được các bạn ạ. Thì đây là một cái máy xoa tường đa năng các bạn nhé. Thì trong cái máy này có những cái phụ kiện gì và tính năng sử dụng như thế nào thì tôi các bạn sẽ mở cái hộp này ra xem. Đây các bạn, cái máy này họ được đóng hộp thì trông có vẻ rất là hầm hố và nguy hiểm, mà thực ra trong chỉ có mỗi cái máy không với mấy cái miếng xoa các bạn ạ. Thì đây là một cái máy xoa tường đa năng, trông có vẻ cũng rất hầm hố ấy, cũng hai tay cầm, cộng với lại một cái chỗ này nó có một cái đèn pin các bạn ạ. Khi chúng ta lấy lỏng cái ốc này ra thì chúng ta bắt một cái đèn pin vào đây, và trong này nó có một cái miếng mút này để ráp lai đó, và đây là một miếng này để nó ráp vào tường. Ví dụ như là các bác làm sơn bả thì ráp cái miếng này là bạn ráp vào đây đó, để các bạn ráp tường để chúng ta làm sơn bả ráp lai đó. Còn nếu không các bác là xây có thể ráp lai những cái ráp cái này ráp tường nó phẳng, còn cái này để ráp lai cho nó mịn bóng thì chúng ta làm miếng này. Đây nó có bốn cái vết này, chúng ta chỉ dán vào đây thôi các bạn ạ. Đó thì chúng ta ráp như vậy. Thế còn một cái miếng này nữa là nó để là để xoa tường, chắc là cái này là để nó xoa đây các bạn. Cái miếng này thì nó có vết khuyết đây để khi mà chúng ta xoa xong chúng ta cậy ra các bạn nhé, nó cậy ra đấy. Thế với lưỡi trong này nó có một cái đèn pin nó dùng bằng pin tự sạc đây. Chúng ta nhưng mà khổ cái này, nó này không cho sạc các bạn ạ, đầu thế nó chỉ cho mỗi cái, bởi vì đầu cắm chân USB 3.0 này thì cho nên là nó lấy cái này làm chân USB thì cắm vào chân sạc lại cũng được đấy, nó lại là như vậy, nó nguy hiểm như vậy. Đèn pin này trông cũng sáng đấy các bạn, soi tường để nó đánh xem kiểm tra có bóng hay không. Thế thì chúng ta lắp vào đây, bắt ốc bắt vít vào đây, nó có hai con vít đây các bạn nhớ, là có hai con vít đây, chúng ta bắt nó cắm vào đây, khi sạc xong chúng ta cắm vào đây rồi nó siết lại, nó ngẩng lên ngẩng xuống xoay. Thì đây là cái đèn pin. Thế còn ở phía bên này nó có một cái, đó là chỉnh tốc độ các bạn nhé. Chỉnh tốc độ của cái máy này cho nó nhanh chậm là do mình chỉnh để cho nó nhanh chậm, để cho xoa nó mịn, nó bóng, nó khô. Còn đây công tắc tắt mặt ở đây ạ. Đó. Thế ngoài cái việc mà chúng ta gấp lai tường ra, cho đây là một miếng mút, thì chúng ta dùng cái miếng này là miếng chát. Chúng ta miếng xoa thì chúng ta xoa phẳng này. Đó. Thì chúng ta cho bữa để chúng ta chát thì chúng ta xoa, đây là cái gọi là cái bàn xoa đấy, thay cái bàn xoa bằng tay anh em thợ xoa bây giờ đấy các bạn ạ. Đó. Thế còn khi mà cậy ra thì chúng ta chỉ lùa cái tô vít cái khe này chúng ta cậy ra nhé các bạn nhé, cậy khéo để đỡ vỡ đấy, như vậy đây. Đó, cậy hai bốn bên này nó bật ra luôn. Thì cái máy này nó sẽ có ba cái miếng phụ kiện đi theo, một miếng mút, một miếng bàn xoa và một cái này nó để nó ráp tường, để nó cho anh em sơn bả để chúng ta bả, cộng với một cái đèn pin nữa các bạn ạ. Thì qua video này cho các bạn biết thêm một cái cách mà chúng ta sử dụng và cái tính năng của cái máy này. Cái máy này thì đường kính theo như nhà sản xuất cung cấp thì cái đường kính này là 400, tức là 40 cm các bạn ạ. Nếu mà đo chắc nó từ 38-39 gì đấy, 39 cm, tổng khoảng 400. Thì hộp thì họ đóng gói thì cũng rất là hầm hố đấy, nhưng mà rỗng trong nó nhẹ phèo, chỉ có cái này thôi. Rồi các bạn sẽ nhìn cái video này, các bạn sẽ biết cách sử dụng và biết được một số tính năng của nó dùng. Và cái này chúng ta nhớ là chúng ta dùng nhé, tất cả biết cách dùng nhé, bởi vì khi chúng ta dùng ấy là chúng ta phải dùng ở chế độ ngắn hạn làm lại, tức là chúng ta phải chạy một thời gian, ví dụ như là độ tiếng hay là tiếng là chúng ta phải nghỉ cho máy nó nghỉ nó đỡ nóng các bạn nhé. Chứ chúng ta chạy liên tục thì nó sẽ nóng máy và dễ bị cháy máy các bạn. Đấy, tất cả những dòng máy cầm tay làm việc sinh ra làm việc thường ở chế độ ngắn hạn lặp lại, duy có một số cái máy đặc biệt thì nó làm việc ở chế độ dài hạn lặp lại, khiến cho là chúng ta có thể sử dụng rất là lâu các bạn ạ. Thế còn những cái máy này thì chúng ta sử dụng ở ngắn hạn lặp lại thì nó sẽ bền hơn, không bị cháy động cơ. Vậy video nó cũng chỉ có một số cái
tính năng về máy như vậy nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn ở một video khác. Các bạn có cái đóng góp ý kiến gì hoặc là có những hỏi gì, hỏi đáp gì ở đó thì các bạn hãy comment ở phía dưới cái video này. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của tôi để cập nhật những thông tin liên quan đến cái máy thi công xây dựng. Chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở một cái video khác.